Chị Ngọc đã tổ chức một cái hội thảo trực tuyến mà uh, dường như là cực kỳ cập nhật. Uh, cách đây uh, ngày hôm qua là tôi mới đi uh, từ Mỹ về tham gia cái uh, hội nghị phẫu thuật cuộc sống ở uh, Bắc Mỹ. Thì đây là một cái hội nghị phẫu thuật cuộc sống mà uh, dường như đó là một cái gai lai like chỉ uh, chỉ nam <laughs> cho tất cả các bác sĩ uh, phẫu thuật cuộc sống trên thế giới. Bên cạnh đó là ở châu Âu, thì uh, trong cái cái báo cáo của cái hội nghị này thì họ đưa ra một cái khảo sát về việc sử dụng uh, thuốc uh, chống loãng xương sau khi người bệnh được bơm xi măng hay là phẫu thuật uh, nẹp vít cuộc sống thì họ đưa ra một cái survey ở ngay tại Hoa Kỳ thì chỉ có một phần ba bệnh nhân được được hưởng những cái khuyến cáo mà của bác sĩ Ngọc mới mới khuyến cáo cho mình ở cuối bài là tức nghĩa là mình thấy được cái vấn đề là người bệnh đang chưa được à uh, được chăm sóc đúng mức và và bác sĩ ngoại khoa chúng mình cần phải có một cái khuyến cáo đối với những cái đối tượng này cần phải uh, theo dõi và cần phải khuyến cáo cho họ cái việc và uh, điều trị chống lộn xương sau khi phẫu thuật chứ không phải chúng ta dừng lại việc mà chúng ta uh, phẫu thuật và chúng ta chụp hình lại cái hình ảnh phẫu thuật rất là đẹp thì đó là không phải thì ngay cả hoa kỳ mà thật là bất ngờ khi mà đi tham dự cái hội nghị đó là thấy um, sao nó giống cái hội thảo của chị ngọc tổ chức hôm nay quá cái thứ hai là cái cái trong cái cái phẫu thuật uh, cuộc sống mà của Nas uh, mới vừa tổ chức uh, tuần rồi uh, thì họ đưa ra ba cái gọi là ba cái new uh, new concept về cái uh, phẫu thuật cuộc sống thì cái concept thứ ba là về cái này là tức nghĩa về cái chỉ định về những cái bơm xi măng hoặc là tạo hình uh, đốt sống mà uh, từ bơm xi măng hoặc là về cái uh, bơm bóng để điều trị những cái gãy lún này thì chúng ta lại thấy nữa nữa một cái chủ đề dù là ngay từ đầu chị Ngọc có có phát biểu là à mọi người đã chuyên gia, mọi người đã biết nhưng mà có vẻ là chúng ta chưa tìm cận được cái vấn đề là toàn diện cho người bệnh. Thì hôm nay cái bài bà chia sẻ này sẽ lướt qua từ những cái vấn đề về dịch tễ, đại cương lâm sàng, những cái quản lý đau và cái chỉ định là cái tập trung chính của bài này và cái kết luận. Thì gãy lúng cuộc sống thì chúng ta sẽ thấy với đối với chuyên ngành về phẫu thuật thần kinh thì một bệnh nhân mà uh, có gãy lúng cuộc sống thì thường một hơn uh, 70% sẽ đây là một cái dấu hiệu của dấu hiệu gãy xương ở người lớn tuổi uh, khi một bệnh nhân uh, lớn tuổi mà chúng ta thấy có vấn đề uh, gãy lúng cuộc sống trên hình ảnh học thì cái vấn đề là lúc nào cái câu chỉ dẫn là nên ca này có lỏng xương hay không chúng ta phải khảo sát tiếp cái vấn đề là người bệnh có cái tình trạng loãng xương hay không thì chúng ta mới điều trị toàn toàn diện cho người bệnh và tại Hoa Kỳ là chiếm khoảng tỷ lệ là 700 trăm ngàn các trường hợp trong một năm và dĩ nhiên nó sẽ làm cho cái chi phí chăm sóc cho người bệnh tăng lên gánh nặng kinh tế sẽ tăng lên và có một cái vay họ thấy được cái vấn đề là Ừ. Ờ, cái việc gãy uh, gãy xương do cái lỏng xương gãy lúng do lỏng xương thì làm cho cái số năm sống còn của người bệnh sẽ giảm à đấy là cái vấn đề mà chúng ta cần phải uh, có một cái khái niệm có concept về cái vấn đề này thì chúng ta mới cái việc mà chúng ta sẽ uh, lưu ý để điều trị tiếp theo cho người bệnh hơn là cái việc là chúng ta chỉ có bơm xi si măng và dừng lại uh, về cái uh, quản lý về đau á, thì uh, tất cả rồi về gãy xương thì chắc chắn là đau và và trên đối tượng thường là trên đối tượng người lớn tuổi chính vì vậy cái kiểm soát đau của họ rất là khó khăn ngoài cái việc điều trị thú chúng ta cần phải có những cái vấn đề về tập uh, hoạt động trị liệu uh, giáo dục sức khỏe và điều trị cái vấn đề tình trạng lõng xương cho người bệnh uh, cái vấn đề có một cái tình trạng là cái cũng có một nghiên cứu họ đánh giá là cái vấn đề giáo dục sức khỏe thì chúng ta phải tư vấn cho người bệnh về cái việc là à, điều trị nội khoa là như thế nào, chỉ định lẫn xương là như thế nào, giáo dục họ những cái cách sinh hoạt hơn là chỉ việc là à, nằm liệt tại chỗ ở trên giường hoặc là cứ là phải đeo cái nẹp lưng là cứ ngày này tháng nọ tháng kia à, chính như vậy cái vấn đề mà chúng ta cần phải à À, tư vấn cho người bệnh nhiều hơn à, hướng dẫn cho à, người bệnh và người nhà nhiều hơn thì cái vấn đề và chúng ta quản lý cái à, gãy lúng do cái lõng xương này sẽ đạt được nhiều hỏa tốt hơn à, và dĩ nhiên người bệnh cần phải được nghỉ ngơi nhưng mà không phải là nằm à, tại chỗ à, không cử động gì tại giường chúng ta cần phải khuyến khích người bệnh là vận động tại giường và có những cái biện pháp dùng thú à, phẫu thuật hoặc là về bơm xi măng cột sống Uh, cái lâm sàng thì cũng là khá uh, khá là dễ cho chúng ta chẩn đoán đó là đau khu trú ở uh, đường giữa cuộc sống nhưng mà có một cái triệu chứng lâm sàng là đau quy chiếu ví dụ như chúng ta sẽ thấy trên lâm sàng là bệnh nhân sẽ gãy lúng l 1 nhưng mà bệnh nhân sẽ đau cái vị trí thấp hơn một chút xíu và thậm chí là bệnh nhân đau vấn đề cung chậu nữa à diễn nhiên nó không có xuống uh, đến quá khớp gối nhưng mà chúng ta thấy việc giữa một cái có người bệnh có một cái vấn đề đau quy chiếu đó thì chúng ta cần phải lưu ý. À, dĩ nhiên chúng ta phần phải check list những cái vấn đề đau khác liên quan trước khi chúng ta à, à, khẳng định được là cái vấn đề này là đau quy chiếu do cái gãy lún cuộc sống. Thứ hai một cái đối tượng mà mà thường trên thực hành lâm sàng là chúng tôi thường đi hội chẩn ở cái khoa hô hấp là người bệnh sẽ vào tại với cái vấn đề là đau dọc theo liên sườn và người bệnh không có thể thở được cảm giác khó thở thì chính vì vậy mà thường người bệnh sẽ nhập vô khoa hô hấp nhưng mà sau đó thì khi đánh giá lại vấn đề phổi bình thường không hen suyễn không đi thì chụp ra thì mình thấy vấn đề là người bệnh có loãng xương có gãy lúng loãng xương ở cái vùng cột sống ngực thì chính vì vấn đề đó nó cái đau đó nó quy chiếu ra hai bên liên sườn làm cho người bệnh cảm giác là ở đau này đau do phổi viêm phổi à thì đó là cái vấn đề mà chúng ta cần lưu ý trên lâm sàng để chúng ta có thể uh, chuẩn đoán và điều trị sớm cho người bệnh. Ờ, dĩ nhiên cái vấn đề là ngoài cái vấn đề bệnh sử à, khám lâm sàng thì chúng ta cần phải cái hình ảnh học à, cái hình ảnh học ở đây cái quan trọng nhất là hiện giờ là về mri mri về cột sống thì chúng ta sẽ xác định được cái vấn đề là những cái tổn thương đi kèm à, ngoài tổn thương mô mềm tổn thương tủy sống có chèn ép tủy chèn ép rễ hay không thì chúng ta còn biết được cái vấn đề là cái thời thời gian gãy xương đó là gãy xương mới hay là gãy xương cũ ví dụ như trên phim x quang thì chúng ta thấy có gãy lúng cuộc sống nhưng mà khi chúng ta chụp mri ra thì cái này là gãy cũ rồi nó đã tạo thành mô sơ rồi nó không có uh, đường gãy nứt tăng quan thì cái vấn đề và chúng ta uh, chẩn đoán người bệnh là đau do cái nguyên nhân uh, gãy lúng thì chúng ta cần phải xem xét lại chúng ta phải cần tìm các nguyên nhân khác gây uh, đau lưng của người bệnh hơn là cái việc là chúng ta chỉ uh, có một cái chụp mũ quy chụp nó về vấn đề đau do cuộc sống thì với lại cái vấn đề về chụp mri thì Thường thì khi họ chẳng lâm sàng thì chúng tôi nhà phẫu thuật thần kinh thường đề nghị cái vấn đề là phải nên chụp kem roi cuộc sống cho người bệnh để xác định cái thời gian và cái mức độ chèn ép gãy của người bệnh. À, và đây là một cái phát đồ tiếp cận thì à, đối với một cái trường hợp mà có nghi ngờ cái vấn đề mà à, gãy lúng cho lõn xương thì cũng cũng à, giống như cái bài của à, bác sĩ thụy và bác sĩ ngọc cũng nói sẽ đi từng cái bước về à, đánh giá điều trị về à, nội khoa về những cái thuốc à, chống lõn xương à, hoặc là về cái à, khi những cái trường hợp đó thất bại thì chúng ta có thể điều trị bằng cái bơm xi măng hay là phẫu thuật à, nẹp viết cuộc sống có à, bơm có dùng những cái ốc vít đặc biệt uh, có bơm xi măng uh, thì uh, dĩ nhiên điều trị thuốc thì chắc là bài của uh, của của bác sĩ Thủy cũng nói rất là nhiều. Thì chúng tôi sẽ uh, xin lướt qua ở cái vấn đề về điều trị thuốc. Nhưng mình cũng nhấn mạnh là uh, dĩ nhiên cái việc điều trị thuốc cần phải điều trị cho người bệnh để người bệnh giảm được cái vấn đề về cái triệu chứng đau. Vì cái đau nó tạo thành một cái stress rất là uh, khó chịu. Đặc biệt là ở những cái người lớn tuổi uh, và điều trị loãng xương. Uh, chống loãng xương càng sớm càng tốt. Đó là một cái trong những cái. Uh, bắt buộc và dường như hầu hết trong những cái gala hiện nay về thực hành lâm sàng luôn luôn có nhấn mạnh cái vấn đề chúng ta không phải chỉ điều trị lõng uh, uh, điều trị cho một cái đốt mà chúng ta cần phải điều trị cho tất cả các uh, tình trạng lõng xương trong cơ thể chúng ta và chúng ta bảo tồn cho cái vấn những cái đốt sống khác lân cận uh, À, về cái vấn đề điều trị thì uh, chúng ta sẽ có thể sử dụng thuốc NSAID, dùng obioi uh, hoặc là sử dụng uh, những cái uh, bất động cột sống thì cái bài này thì uh, về sử dụng thuốc thì hình như là uh, Bác sĩ Ngọc đã có rất là nhiều bài nói về về sử dụng NSAID trên người lớn tuổi, NSAID trên người lớn tuổi có vấn đề tim mạch và NSAID trên người lớn tuổi có vấn đề lõng xương thì cũng là sẽ chúng ta cần phải lưu ý trên những người lớn tuổi thường sẽ có những cái bệnh lý nội khoa kèm theo chính vì vậy chúng ta phải lựa chọn những cái thuốc phù hợp cho từng đối tượng và những cái thuốc điều trị đặc biệt là cái uh, chúng ta phải nắm được những cái tác dụng phụ những cái tai biến đó thì chúng ta sẽ lựa chọn và chúng ta sẽ vững tâm hơn trong cái việc điều trị nội khoa cho người bệnh uh, và cái điều trị chống lõng xương thì lúc nào cũng cũng là một cái khuyến cáo uh, yêu cầu ví dụ như uh, ibaronat là một cái lựa chọn mà chúng ta thấy được cái hiệu quả trên những cái người bệnh đặc biệt là cuộc sống và cái khuyến cáo hiện giờ người ta nói là không đợi uh, không đợi cho người bệnh là phải uh, cần phải phẫu thuật nẹp viết hay không hoặc là người bệnh cần bơm xi si măng hay không và chúng ta cần phải khi người bệnh đã có gãy lún mà vả xác định có vấn đề là có lỗ xương thì cái vấn đề và sử dụng thuốc là chúng ta cần phải sử dụng ngay để chúng ta có thể giúp cho người bệnh thứ nhất là cái việc giảm đau thứ hai là có giúp hàng xương và thứ ba là giúp cho những cái đốt khác những cái đốt cuộc sống khác nó không bị tổn thương như cái đốt chúng ta phải đang đối mặt và cái vấn đề nẹp lưng thì thực sự là nhiều nhiều cái uh, câu hỏi của người bệnh là uh, chúng ta cần phải sử dụng cái nẹp lưng hay không thì hiện giờ vẫn có những cái khuyến cáo sử dụng cái nẹp lưng uh, vì nẹp lưng nó cũng sẽ uh, dĩ nhiên nó không xâm lấn rồi nó uh, an toàn và ít tốn kém uh, nó sẽ giúp cho cái cuộc sống mình nó vững hơn giúp cho vấn đề mình giảm đau hơn giúp vận động hơn đặc biệt là cái khi hoạt động trị liệu trên những cái trường hợp mà có gãy lúng thì giúp cho người bệnh hồi phục hơn nhưng mà cái khuyến cáo là chúng ta chỉ có sử dụng trong cái giai đoạn uh, và bản cấp thôi không có duy trì cái vấn đề mà cái sử dụng cái nẹp lưng quá lâu dài tại vì sao vì có những cái nghiên cứu sau này chúng ta thấy việc chúng ta lạm dụng cái nẹp lưng uh, cuộc sống quá nhiều sẽ làm cho teo cơ lõi hay là cơ dựng sống của chúng ta và khi quá, quá trình mà teo cơ lõi nhiều hơn thì cái hiệu quả về cái uh, lỗ xương nó sẽ nhiều hơn và có nguy cơ gây uh, tổn thương cái đốt sống tầng phía cận nhiều hơn và gây cái tình trạng là đau lưng mãn tính nhiều hơn. Chính vì vậy chúng ta không thể làm dụng cái vấn đề mà cái đeo nẹp lưng. À, dĩ nhiên là những cái bằng chứng mà mạnh về cái vấn đề khuyến cáo đeo nẹp lưng thì vẫn là cũng chưa có một cái bằng chứng nào là level A nhưng mà những cái level khuyến cáo là cũng là nên chỉ sử dụng cái giai đoạn cấp tính thôi. À, và vật lý trị liệu là một trong những cái uh, hiện nay là đang là một cái 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 hot trend hiện nay. Tại vì sao? Cái vấn đề là chúng ta phải phục hồi chức năng cho người bệnh hơn là cái vấn đề mà chúng ta chỉ cho người bệnh sử dụng thuốc, chỉ cho nhiều bệnh chích hoặc là cho những người bệnh cố định vật à, tại chỗ mà chúng ta cần phải phục hồi về cái chức năng à, vận động cho người bệnh. Dĩ nhiên, cái khó của cái vật lý trị liệu ở đây là chúng ta có bài tập như thế nào, cái chương trình tập như thế nào chứ không phải là tất cả 100 1000 bệnh nhân chúng ta chỉ có một bài. À chúng ta phải có những bài tập riêng về những cái trường hợp À, gãy lúng à, cột sống và chúng ta có những cái chế độ phù hợp tác động vào từng những cái cơ của bệnh nhân đặc biệt là cơ cơ lõi của à, cột sống thắt lưng thì đó là cái vấn đề cực kỳ quan trọng và hiện nay đã được nghiên cứu rất rất là nhiều à, việc mà chúng ta thường hay trao đổi với người bệnh là à, người cô có có tập vật lý trị liệu hay không à, à, nói à, người bệnh thì có thể tư có thể trả lời cho mình là à, tập nó đau quá hoặc là tập nó không có hiệu quả thì mình phải không có vội vàng chê cái vấn đề tập vật lý trị liệu nó không có hiệu quả mà chúng ta phải xét cái vấn đề là cái bài tập đó đúng hay chưa và có đúng là chuyên để tập những cái trường hợp đặc biệt này không hay là chúng ta chỉ lấy một cái vấn đề là à, đau lưng thì có cái bài đó, bệnh nhân cứ vô làm thì nó không có đạt được cái hiệu quả mong muốn cho chúng ta bởi vậy cái 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 về vật lý trị liệu hoặc hoạt động trị liệu hiện nay là một cái uh, cần cần được phát triển rất là nhiều và cần ứng dụng rất là nhiều trong cái vấn đề điều trị về đau lưng uh, nói chung hoặc là về cái gãy lúng do loãng xương nói riêng. Về những cái uh, tạo hình đốt sống thì hiện nay thì khá là nhiều, khá là nhiều cái nghiên cứu thì chúng ta thấy RCT rất là nhiều, những cái bài báo riêng về những cái vấn đề điều trị này khá là nhiều. Uh, cái vấn đề là chúng ta thấy cái là khi mà khi nào chúng ta điều trị được những cái người bệnh này Cơ bản thôi à, 3 tuần à, Hiện nay trước đó thì người ta có thể là từ một tháng à, Thậm chí tới 3 tháng điều trị nội khoa Nhưng mà thời gian gần đây những cái nghiên cứu họ rút cái thời gian Cần phải à, thử thách nội khoa cho người bệnh Tại vì họ thấy được cái chất lượng cuộc sống mà chúng ta chờ đợi đau cho người bệnh quá lâu đó, Thì nó sẽ làm cho người bệnh stress và ảnh hưởng tới những cái bệnh lý khác kèm theo Chính vì vậy mà họ đưa cái mốc cho mình là cái cái họ đã tìm được một cái đường cong á, thì thấy được cái mốc là ba tuần thì khi ba tuần trước đó thì chúng ta có thể điều trị về vấn đề là uh, điều trị nội khoa uh, sử dụng thuốc chống loạn xương uh, nghỉ ngơi đeo nẹp lưng và vật lý trị liệu hoạt động trị liệu thì chúng ta có thể phối hợp cho người bệnh khi mà người bệnh đã đạt được cái triệu chứng uh, giảm đau uh, và mức độ nhẹ tức là vs khoảng uh, dưới 4 thì chúng ta có thể uh, thành công được cái vấn đề điều trị không xâm lấn thì tiếp theo thì chúng ta sẽ nếu mà không có đạt được những cái yếu tố đó thì cái vấn đề xem xét chúng ta sử dụng uh, điều trị tạo hình đốt sống là cần phải đặt ra uh, thì đây là những cái chỉ định mà chúng ta thấy cái hiệp hội Uh, về uh, can thiệp uh, ở uh, Châu thì họ đưa ra. Ngoài cái vấn đề uh, một cái phần nữa về tạo hình ốc sống thì ở đây mình hơi nói một tí xíu nữa là ngoài cái vấn đề gãy lúng do lõng xương thì gãy lúng do cái ung thư ác tính hoặc là xâm lấn về cái uh, vấn đề về những cái nguyên nhân khác về gây tình tình trạng gãy lún thì cũng có chỉ định bơm xi măng cột sống. À, thì chính như vậy cái việc mà tạo hình đốt sống nó cũng có khá nhiều cái chỉ định khác hơn, ngoài là chỉ đơn thuần là chúng ta chỉ gãy lún thì ta bơm thôi thì đó không phải là một cái, uh, cái 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 chỉ định đầu tiên của nó và cái tạo hình đốt sống là chỉ định đầu tiên của nó là trên bệnh nhân ung thư. Đây là cái hình ảnh mà chúng ta thấy được là có hình ảnh mà chúng ta thấy là có cái hình ảnh là mới ha, có dấu hiệu tăng quan, có hình đứt gãy uh, của cái thân sống và cái thân sống nào nó bị hẹp hơn thì đây là những cái trường hợp mà khi mà nội khoa chúng ta thất bại á, thì chúng ta có thể sử dụng uh, cái uh, tạo hình đốt sống. Dĩ nhiên là chúng ta phải xét chỉ định rõ ràng cho từng người. Và dĩ nhiên uh, về cái uh, điều trị bảo đồn thì chúng ta sẽ thấy khá là nhiều ha. Uh, thì hiện nay thì mình sẽ lấy cái cách ớt là 3 tuần ha. Xin lỗi là cái slide này chứ uh, tôi sẽ cập nhật lại uh, 3 tuần. Uh, và đây là sẽ so sánh cái vấn đề là khi nào chúng ta sử dụng bơm xi măng, tạo hình đốt sóng bơm xi măng hay là chúng ta tạo hình bóng bơm xi măng. Thì đó là cái cách thì dĩ nhiên thì cái bài này cũng sẽ không được. Uh, phân tích sâu hơn mà chúng ta chỉ giới thiệu thôi. Tùy những cái bệnh nhân thì chúng ta sẽ chọn, bác sĩ uh, phẫu thuật uh, thần kinh sẽ chọn cái phương pháp uh, điều trị thế nào uh, thích hợp. Dĩ nhiên là đây là một cái số mà chúng ta thấy được cái uh, những cái ưu điểm, uh, cái khuyết điểm của cái thằng này và thằng kia thì chúng ta sẽ chọn khác nhau. Và đặc biệt là vấn đề về kinh tế nữa, về cái caefulosti thì cái nó sẽ chi phí nó gấp khoảng 3 lần uh, so với vitroplasty. À, đây là cái hình ảnh mà chúng ta à, thấy được ha à, thấy được cái vấn đề và khi chúng ta có bóng thì chúng ta sẽ bơm cái bóng để sẽ tạo được cái phục hồi về cái chiều cao sinh lý của cái uh, cái cái đốt sống và chúng ta ngoài cái việc phục hồi chiều cao thì chúng ta những cái nghiên cứu về cafe caffeine á thì họ đưa ra một vấn đề là nó giảm được sự, sự tối hóa những cái tầng kết Tận, nó sẽ giảm được cái vấn đề về xì dò cái xi măng ra ngoài đốt sống thì nó có dường như, như nó sẽ có ưu việt hơn uh, vetroplasty à, về những cái vấn đề sâu hơn uh, khi mà chúng ta chọn về cái tờ uh, lốt sống thì dĩ nhiên là về cái lâm sàng về thất bại nội khoa hình ảnh học hoặc là những cái việc chọn lựa khác nhau thì những cái slide này thì thường nó sẽ sâu hơn uh, khi các anh chị uh, về bên nội khoa có những cái bệnh uh, cần thiết uh, cứ hỏi chẩn với lại bác sĩ về uh, phẫu thuật uh, thần kinh hay là phẫu thuật về cuộc sống sẽ uh, chúng ta sẽ dùng trao đổi là đúng là về cái đa ngành uh, liên chuyên ngành tức nghĩa là phối hợp với nhau trao đổi với nhau sẽ cùng nhau đưa ra một cái uh, điều trị uh, thích hợp cho người bệnh hơn là chúng ta chỉ tập trung có một mình ta mình ta thì nó sẽ không đi được uh, về cái 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 lợi ích chung cho người bệnh. thì uh, sáng nay cũng có một cái nhóm uh, về co tim, tức nghĩa là chúng ta có một cái nhóm về điều trị đau á, thì uh, cái bài cái 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 hội thảo trực tuyến này đưa ra thì mọi người đều rất là uh, rất là thấy hấp dẫn. cái vấn đề là uh, cái cái mai xét của của bác sĩ Ngọc về cái vấn đề này là có một cái sự phối hợp về đa chuyên ngành, đa chuyên ngành giữa nội và ngoại khoa để điều trị cho người bệnh thì thật là sự là rất là thú vị và nhiều người đã thể hiện cái vấn đề làm là Uh, rất là hay và tôi nghĩ là chắc là những cái 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 anh chị trong co team là cũng có cũng có đang theo dõi trên cái cái webinar này uh, đây là cái hình ảnh mà những cái uh, sâu sát hơn thì chúng ta sẽ thấy được sự cải cải thiện về cái góc gù sau khi chúng ta bơm xi si măng thì chúng ta sẽ thấy được khi cải thiện góc gù thì tức nghĩa là mình sẽ chuyển về cái mất sinh lý về cái sinh lý cuộc sống người bệnh và uh, dĩ nhiên cái việc uh, cái tỷ lệ giảm đau thì chúng ta thấy rất là nhiều ha? tỷ lệ giảm đau cho người bệnh khá thành công là khoảng tám 90 chín mươi nhưng mà cái biến chứng có hay không có thực sự một cái phẫu thuật nào hoặc uh, cái cái về tạo hình đốt sống thì chỉ là một cái thủ thuật thôi nhưng mà uh, nó vẫn có tiềm tặng trong nó vẫn có những cái yếu tố về tác dụng phụ ví dụ như là cái việc uh, nhiều nhất đó là thoát mạch do xi măng uh, thoát mạch do xi măng vào cái uh, ống sống thoát mạch vào cái thuyên tắc phổi hoặc là về những cái chèn ép rễ thần kinh, Ồ, thì đây là những cái thoát mạch mà dường như đó là một cái một cái ác mộng, ác mộng cho người uh, phẫu thuật và thực sự là một cái ác mộng cho người bệnh nữa. Tại vì sau khi có những cái vấn đề đó xảy ra, thì người bệnh gần như cái tỷ lệ gọi là uh, cầm chắc với cái tổn thương xuyên thắc mạch này là về liệt hoặc là về uh, Xuyên hấp thì đó là một trong những cái biến chứng rất là lo lắng về cái uh, tình trạng tạo hình đốt sống uh, bằng bơm xi măng. Dĩ nhiên uh, có một may mắn là dĩ nhiên cái cái tỷ lệ này không nhiều, uh, thường nó sẽ dao uh, động. thì đối với đối với cái uh, ở bệnh viện đại học Dường Dương thì nó có biến chứng này không? thực sự là có. nhưng tỷ lệ này trong khoảng 10 năm gần đây thì chúng tôi ghi nhận thì có một ca thì là có vấn đề về cái thuyên tắc và có 2 ca là có vấn đề về cái vỏng sống nhưng mà so với 1, 2 hoặc 3 hoặc là 5, 10 ca nó so với một cái tỷ lệ là vài trăm vài ngàn ca thì dĩ nhiên cái biến chứng đó là nó sẽ là nó không đáng kể nhưng dù không đáng kể nhưng mà cái việc mà khi đắn đo chọn bệnh và thực hiện trên người bệnh thì chúng tôi đối với chúng tôi mỗi ca đều là một cái mới và đều cố gắng để cho cái biến chứng này dường như nó về tiềm cận về con số học à, và đây là những cái vấn đề tai biến mà chúng ta thấy để dĩ như cái phòng ngừa thì đây là đối với phẫu thuật thần kinh thì sẽ có những cái uh, cái biện pháp thầm phòng ngừa thì chúng ta sẽ thấy được những cái yếu tố mà từng bước từng bước trong khi thực hiện bơm xi măng thì chúng tôi sẽ ứng dụng cái này để phòng ngừa cái vấn đề uh, rò uh, thoát mạch uh, của uh, xi măng cái vấn đề nữa là cái bài hồi nãy chị Ngọc cũng có nói một cái câu mà không biết là mọi người có nghe không là cái gãy uh, xương liền kề. Đó là một trong những cái vấn đề mà cũng là cái hội NAS này họ đưa ra. Sau khi bơm xi măng thì chúng ta một thời gian trong vòng khoảng 2 năm thì chúng ta thấy có gãy lún tầng trên hoặc tầng dưới. Tiếp theo à thì cái vấn đề về cái yếu tố nguy cơ thì chúng ta sẽ thấy là cái vấn đề là chúng ta hạn chế đeo nẹp lưng liên tục nè, nó sẽ làm cho cái cơ mình nó, nó nhỏ nè, hoặc là chúng ta À, cái cái tầng mà chúng ta bơm chúng ta còn để gù quá nặng và nó cái đường cong róc nó không được hồi phục nè hoặc là chúng ta sử dụng cái uh, cái thì nó sẽ thường nó sẽ tái phát nhiều tầng cách cái cận nhiều hơn so với caporasty thì đó là những cái yếu tố mà chúng ta thấy cái yếu tố nguy cơ mà trên cái ca này chúng ta phải có lưu ý để có tư vấn cho người bệnh hơn về cái vấn đề và cái cái gãy xương liền kề À, và một phần nữa phần nữa kết luận là uh, điều trị này uh, điều trị gãy lún do cả, uh, khi nào cần bơm xi si măng thì nó cũng phải đi từng bước từ cái việc là lâm sàng về cái điều trị nội khoa uh, điều trị bảo tồn khi thất bại thì chúng ta mới xét chỉ định uh, có một cái sự đa chuyên ngành phối hợp giữa uh, các bác sĩ nội và ngoại và đặc biệt là việc sử dụng các thuốc chống loãng xương là chúng ta cần phải khởi động ngay uh, dù có trước hay không có bơm xi măng chúng ta cần phải uh, khởi động để giúp cho người bệnh cái vấn đề về cái ngừa cho những cái đốt khác xảy ra và điều trị chuyên sâu hơn thì một lần nữa là một cái hội nghị về phẫu thuật cuộc sống nó đã đưa cái chủ đề này làm thành ba, một trong ba chủ đề hot của năm nay thì chúng ta thấy một cái hội thảo uh, hiện nay thì cũng đang là hot trend thì cũng mong rằng uh, cái khuyến cáo giống như của bác sĩ Ngọc đã đưa ra là chúng ta không có ngừng lại ở vấn đề là chúng ta chỉ bơm là xong uh, hoặc tạo hình đốt sống là xong mà chúng ta cần phải điều trị chống loãng xương cho người bệnh tiếp tục dạ xin hết ạ à.